ôi. Ôi. Nhẹ kênh nhỉ. Thế mà anh Đức không ở đẩy, mấy người đẩy được. Nổ. Khéo nha, khéo đổ ấy. Ô ô. Thì vậy. Cẩn thận. Thằng Cò Tăng. Trồng vó này. Anh đi kiểu gì đấy? Nhá em bảo. Vừa nãy bà Vượng nói xong anh nhá, bảo anh không ra đây, tự nhiên anh đi chui ở đây. Bà Vượng vừa nói xong thì lại tự nhiên chui ở đây. Đổ chỗ kia, bà Vượng mà ra đây đổ. Thế là lún một bên. Nghiêng, nó là nghiêng nhưng mà có nghĩa là đất này nó bị ấy rồi. Đất này nó lún rồi. Nó lún mà em. Cái này nó cao. Ừ. Cái kia nó thấp kìa. Này. Giống mình hôm trước à? Mình bị bần một lần lật này. Em lật nhưng mà đéo lật lại thế này. Nó chỉ nghiêng thôi nhỉ. Bánh này là vẫn là chạm đất này. À thế chỉ nghiêng thôi. Lún dần dần. Thì em đã bảo lún dần dần. Lúc đấy bà Vượng bảo anh thì còn thích ấy cơ. Đấy là tiệm anh em ấy tay cơ. Tay cơ. Văn Đức. Bám một bánh vào đây rồi. Đây này, nếu mà như đỗ ở đây là thuốc là ngon lành rồi này. Đúng rồi, anh lại lùi một tí đúng không? Lùi ngược. À, ngược. Thế thế. Thế này là ngon rồi. Khổ bà Vượng. Bà Vượng vừa nói xong ông Đức bảo để lật xe cháu à, đổ xe cháu à. Thế này đúng là lật thật. Sợ, sợ quá. Thật đấy chứ. Đã bảo có máy múc xong rồi múc xuống nhưng mà bác cứ thích. Nếu như mà đã đổ bánh hẳn xăm này. Bánh hẳn xăm này này. Xăm này là trôi cả, ta phải cố bánh cho ta tìm vào đúng chỗ mà. Không như lại không sao là kiểu. Sao hẳn bên này thì mình đổ ở ngay đây thôi. Nghiêng thôi. Đéo xuống dưới xong. Yên tâm, đã có Đình Trường ra cứu hộ. Không vấn đề gì. Nhưng mà người không sao tôi này. Gương. Gương có bận gì? Đấy, gương này là vỡ được trước rồi được rơi ra. À thế thì cái đồng ý kia rõ ràng chảy vỡ mà sao mình rơi lại vô lý. Mà cứ lèo. Ờ đây. Xin cát đấy. Và thế lâu ấy anh chưa xuống được máy á? Máy chắc là lâu không đổ hôm qua. Cái này của anh nhìn gọn nhỉ? Mày nhìn gọn nhỉ? Gọn thật. May thì đã cho may bằng con. Ủa mà nhà đang quá vừa phát á. Cũng bị thế này á? Quá là trồng cọc. Chống ngược lên này. Rút ven luôn đúng không? À, đéo rút ven à? Hello, hôm đấy thấy là con đang nhiều kinh nghiệm lắm đấy. Hôm đấy là kiểu khác, hay là kiểu khác. Lấy cát đi anh. Vâng. Vâng, vâng. Không có nghiêng quá nào này. Nó đúng như bên này. Ờ, chút nghiêng quá. Ga nó nhỏ quá. Thế là nó đổ ngược. À thế là nó chậm 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 anh nhảy ra được gì? Ờ thì như thế này nhảy. Nhưng mà anh có nhảy được không? Có cái bê về cái chú mìn. Ôi lúc nào có cơm lại. Nếu mà chạy giờ em thì có này điều gì mẹ. Tao mày tao vừa chở nhà ngoài bạn. Tao vừa lấy có của mẹ. Ba ngày mà thúc của bạn hiểu chưa? Con nhìn đại thì thấy bao bao cát. Nhìn đại cối cát. Đấy mày chạy cát trước phải chú. Nhá, chúng tao ấy là chảo cát trước vào mà. Toàn chín đẹp ngay mà nhá. Mẹ chua, chua đang đéo đâu đấy. Đi chảo ra nhìn anh nhìn chảy. Đổ bên hết. Không có gì. Tại... Đấy mày tao cho xe ra vẫn kịp. Đấy, đéo, 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 đéo. Thế mày. Mà xuống đến thôi. Nhanh 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 nhanh. Sao là xe kia đã làm vượt rồi. Kéo hết nhỉ. Kiểu nó mới. Mới cứ đạo nguyên thì mới. Ủa. Em mày
Tài ấy nhìn phát biết đạo nguyên. Xe biết ngay. Thế thì mới giỏi ấy. Nào ba 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 xa ra nào, nhanh nhanh. Em không biết biển số nhà anh xã, em không biết nhà anh ngoài em không bao giờ biết. Mày thế? Xa ra xa ra. Không lấy cáp à? Đức ra à Minh nha. Đây là cứu hộ, xe cứu hộ. Ủa, nhỉ? Thế mà anh đã không ở đẩy, mấy người đẩy được? Nổ. Khéo nha, khéo đổ ấy. Ô. Thịt vay. Cẩn thận. Đã cứu xong rồi, tiền tươi tóc thật giả luôn đây. Vâng. Ây à. Chả vần vẹo gì. Tiến lên đằng kia đi, nó lại ra vết xe cũ. Mình cho lại quen đủ ấy, cái bộ mẹ. Giờ nó nhẹ hơn rồi. Rồi. Bảy chục ấy. Từng dưng ra lại san luôn rồi bảo vượng. Tiện thì san luôn. Hả? Quan cầm néo ấy. Cầm ngờ đâu để quan. Cái đường gì nó bắt thì chú tôi 100-200. Nào khéo này giúp cùng đấy.